Chào tất cả các bạn. Hôm nay trên bàn mình đây nó là một sản phẩm mới hoàn toàn của Dell. Đó là chiếc Dell 7570. Chiếc máy Dell này thì được trang bị cái CPU vi xử lý mới nhất của Intel, đó là CPU thế hệ 8 Coffee Lake. Và trên phiên bản này nó đặc biệt đó là chip sử dụng chip U, nhưng mà U xung nhịp cao. Ví dụ như bây giờ là con này đang chạy con 8550U thì theo bạn giới thiệu nó nhanh hơn đến 25% so với thế hệ chip cũ i7-7700HQ. Với công nghệ sản xuất 14 nanomet và cái xung nhịp lõi của nó bây giờ là bố lõi 8 luồng, mà con này còn chạy đến 8 cách turbo lên đến 4.0. Và con này thì đang được theo cái xu thế của công nghệ, đó là màn hình tràn viền và cái máy của nó rất là mỏng nhẹ. Trang bị cấu hình mạnh nhưng trọng lượng của nó chỉ 1,99 kg, nghĩa là khoảng 2 kg gì đấy. Và nó có trang bị tính năng chẳng hạn như mở máy bằng khuôn mặt. Và bây giờ sẽ tập hộp cho anh em cùng xem. Em trai tên là gì nhỉ? Tuấn đã nghiên cứu con này chưa? Xem trên mạng rồi. Bây giờ hết rồi mở đã. Con này thì đấy, em mở đi. Dùng dao này. Dùng dao này. Nhẹ nhàng với anh. Quên vừa nãy chưa giới thiệu anh em thì con này nó sử dụng cái card 940MX với dung lượng 4GB anh em nhé, nên sẽ chơi được game và làm được đồ họa, mặc dù là máy dòng máy business cá nhân. Bên trong hộp của nó thì nó sẽ kèm theo sách hướng dẫn sử dụng và một cái kính chống âm cho máy này. Ra thì bây giờ nó chỉ nhỏ này thôi. Đây các bạn có thể thấy là một cái máy hoàn toàn mới. Em mở hết không, mở đằng kia kìa. Con này thì anh em để ý là trục bản lề nó sẽ làm lại mới hoàn toàn. Đây nó có cái góc này này, đấy chúng ta có thể mở được như này. Hôm trước thì mình là giới thiệu các bạn là con này thì màn nó sẽ viền, nó sẽ rất là mỏng, nó tràn như này. Toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Em này được trang bị một bản Windows bản quyền. Bây giờ mình sẽ tiếp máy và giới thiệu cấu hình đến anh em. Còn mình trước khi tiếp thì mình sẽ giới thiệu cái cấu hình và toàn bộ hình thức bên ngoài đến bên trong của nó. Con này thì mình bổ kết cái màn hình đầu tiên là vi xử lý thế hệ mới. Camera 2 là các bạn có thể để ý kỹ thì nó sẽ có hai mắt camera, tí chúng ta sẽ cài nhận diện khuôn mặt mà chúng ta sẽ mở như iPhone X. Và khi gập xuống trên bàn thì nó cũng khá là mỏng. Các bạn lưu ý đây là mẫu màn hình 15,6 inch nhưng mà nhìn như này thì không khác gì một cái mẫu 14 inch cả, rất là mỏng. Đằng sau của nó thiết kế như này này, toàn bộ hệ thống tản nhiệt thì nó sẽ hắt về đằng sau như này thì nó sẽ đỡ gây cảm giác khó chịu, mà trước khi ở ngày xưa thì hay làm bên tay trái bên tay phải. Và các cổng của nó trang bị mới thì con này thì nó thêm hẳn một cổng USB 3.1, cổng sạc và HDMI này, hai cổng 3.0, cổng phone. Đằng trước đây các bạn để ý được chỗ này là làm hơi vát một tí, chúng ta mở này. Và viền cắt kim loại của nó thì y hệt những cái mẫu series 7000 ngày xưa, rất là đẹp. Bên này thì nó có thêm cổng LAN, mặc dù mất mỏng chúng ta mở thì LAN vẫn còn ở đây, USB và thêm cái đầu độc thẻ. Trục bản lề thì mở dạng trục như này, chính vì thế thì nó sẽ đặt rất nhiều tiêu chuẩn, chúng ta mở thoải mái mà không kiểu dạng như cọt kẹt hoặc là cứng bản lề như ngày xưa trên một số dòng Dell. Bên dưới thì nó toàn bộ cái này để chúng nó hút gió vào này, thổi gió ra đằng sau. Và đây là chắc chắn là hai cái hốc loa rồi. Chiếc này thì nếu có thể mở ra nâng cấp thì cũng không phải quá khó, chỉ vài cái ốc này nó ra được và những cái đế nhựa này giúp cho cái máy mà nó sẽ không cập kênh. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến anh em, một trên viền của nó thì nó sẽ mạ một lớp chrome cho cái chữ Dell này, giúp cho cái máy nó nổi lên. Đẹp ghê. Bây giờ không chờ thì bây giờ khởi động đã. Mình sẽ quay gần vào, anh em có thể thấy là những cái lát cắt của nó thuộc dòng cao cấp, nó nhìn nó rất là tinh xảo, viền kim loại. Kể cả cái chuột của nó cũng rất là trau chuốt. Và khi khởi động lên thì anh em sẽ thấy nó sẽ tấm lên led màu trắng như này. Khoảng cách phím của dòng này thì khá, nó sẽ nổi lên này và khoảng cách phím khá rộng, chính vì thế chúng ta gõ nó sẽ rất là chính xác. Rất tiếc thì phiên bản này nó không được trang bị cái bàn phím full size, bởi vì dòng này nếu thực tế cái viền nhìn mặt trên này thì nó sẽ giống y hệt cho một chiếc MacBook Pro. Cái phần này thì lẽ ra để loa thì mình nghĩ là hay hơn, nhưng mà để rộng quá. Cái này chúng ta, chỗ chúng ta để tay để nghỉ thì nó cũng khá là rộng. Logo Dell của nó làm đây, nổi cũng rất là đẹp. Đây, để ý kỹ bên ngoài nó sẽ có cái gương. So với các phiên bản ở Việt Nam thì sẽ không có cảm ứng và có thể không thấy, mình không thấy có cái camera mở bằng khuôn mặt. Các bạn có thể thấy là bên trong của nó thì nó sẽ chạy luôn bản Windows 10 64 bit. Các bạn lưu ý đây là bản Win bản quyền. Tên máy của nó là Imperon 7570, được trang bị vi xử lý Coffee Lake thế hệ 8550U 1.8, mà con này là 8 lõi, 4 lõi 8 luồng anh em nhé, và 8 cách và có thể đến turbo boost lên 4.0.
RAM thì dùng chuẩn RAM DDR4. Chúng ta có thể mở rộng maximum chiếc máy này lên đến 32GB RAM, còn trong này thì mặc định luôn là RAM 8GB. Màn hình của nó là anh em thấy là màn nó rất là sáng. Độ phân giải của màn hình là 1920x1080 và có cảm ứng 10 ngón, người ta gọi là cảm ứng đa điểm trên chiếc máy này, nó rất là nhạy. Và cả màn hình của nó là 940MX với dung lượng là 4GB anh em này, có thể thấy nó mở rộng lên 8GB qua cái chuẩn VRAM. Tuấn cho anh hỏi là bây giờ cái cảm giác đầu tiên khi active máy xong thì nếu mà nói về thiết kế thì em cảm nhận nó như nào? Cứ nói thực tế nhá. Đẹp. Em thấy nó đẹp cái gì? Cái thiết kế cấu hình hay không? Đẹp, nếu mà nói về cấu hình chi tiết thì anh nhìn thấy những cái vát, những cái... Bây giờ mình sẽ thử test luôn cái cảm ứng ở trên chiếc màn hình này. Em test cho anh luôn đi. Em test cho nó thực tế. Em thử test rồi. Thử zoom cho anh. Zoom các thứ, độ zoom. Màn hình của máy có thể nhận diện 10 ngón tay. Chính vì thế chúng ta hoàn toàn sử dụng nó giống như một chiếc iPad hoặc một chiếc iPhone, cảm ứng như bình thường. Em cảm giác cảm ứng như thế nào? Cũng nhạy và màn hình sáng, hiển thị rõ nét ạ. Con này thực ra nó là chuẩn Full HD đấy. Anh nghĩ là chắc sắp tới sẽ có biển phiên bản option màn 4K, nhưng mà chắc nghĩ nó sẽ đắt. Còn với giá khoảng tầm 26 triệu thì em này thì nếu mà để nói máy mới bây giờ thì chắc nó về thiết kế chắc là đẹp nhất bây giờ. Tại vì các mẫu chẳng hạn như XPS thì nó đã quá nhiều rồi, mà XPS thì gắn liền mà thương hiệu rất là đắt. Và con này thì thực ra với tầm giá như này anh vẫn được đánh giá nó tầm máy trung, nhưng là trang bị vị trí 7. Con này có một nhược điểm duy nhất vì thấy nó là chưa có cái ổ SD bên trong. Nếu mà em nâng cấp thêm thì theo anh vẫn phải nâng cấp thêm một cái 128. Bởi vì con này SSD thì mới có 8GB thì nó chỉ vừa đủ để khởi động thôi, chưa phải là nhanh hoàn hảo. Cảm giác gõ phím anh thấy thế nào? Rất êm mà không tạo tiếng động. Cứ có nói thực tế. Vâng. À gì nhờ? Với một cấu hình i7 RAM 8GB và cả màn hình 4GB Full HD như này thì nếu để nói thực tế card 940MX thì chưa phải là dòng card cao cấp hẳn. Nhưng anh nghĩ nếu mà trong một cái phân khúc mà máy tính văn phòng doanh nhân mà đi lại di chuyển nhiều, con này cấu hình như này cũng khá ổn trong cái phân khúc máy 26 triệu. Và đặc biệt thiết kế của nó thì không quá hầm hố gần gũi, các thế các em có thể mang đi học đi làm mà không có gây sự chú ý, và nó nhìn cái máy này thì chắc chắn nó nhìn nó rất là sang. Và bây giờ anh sẽ bàn giao máy cho em nhá. Chúc em có một cái máy mới. Chắc đang đi học đúng không? Vâng. Thôi học tập tốt, có cái máy mới cửa gái nó dễ.